Phẫn nộ, thanh niên xăm trổ dắt xe máy đặt giữa đường, thách thức người dân động vào. Mới đây, mạng xã hội liên tục chia sẻ một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một nam thanh niên xăm trổ dắt xe máy ra dựng giữa đường, gây ách tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội. Toàn bộ sự việc đã được camera hành trình của ô tô ghi lại cho thấy, nam thanh niên bỗng dưng đặt chiếc xe máy ra giữa đường rồi thản nhiên quay vào trong nhà, mặc kệ những ánh mắt thắc mắc, xen lẫn khó chịu của người đi đường. Điều đáng nói, tại thời điểm đó có rất đông phương tiện tham gia giao thông, bao gồm cả xe ô tô và xe bán tải, nên hành động của nam thanh niên đã gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng. Sau ít phút, chủ phương tiện ô tô đã phải xuống xe, dắt chiếc xe máy vào rìa đường. Tuy nhiên, thanh niên xăm trổ lại bước ra thách thức và dắt xe máy ra để ngay giữa đường như cũ. Chủ phương tiện ô tô tới có ý định dắt chiếc xe vào lề đường thêm lần nữa, nhưng bị thanh niên xăm trổ chặn lại. Cả hai đã có một hồi lời qua tiếng lại. Cuối cùng, chủ phương tiện ô tô đành phải quay trở lại xe trong tâm trạng rất bức xúc. Trong khi đó, người nhà của nam thanh niên xăm trổ dù có mặt ở đấy, nhưng tuyệt nhiên không một ai ra ngăn cản anh ta, cũng như dắt chiếc xe máy vào trong. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội, rất nhiều người đã tỏ ra bức xúc ngay trước thái độ, hành động khó hiểu của nam thanh niên xăm trổ nói trên. Dắt tay tôi vào, khóa tay tôi đưa vào. Tôi bảo nó say rượu rồi. Chứ cái tầm này thì nốc tôi một nốc vào mồm thì mà ngã ngửa rồi. Mình ghét cái thái độ là cả nhà nó đứng ở đấy, không ai ra giữ xe là giữ người nó lại để cho mọi người đi chứ. 3-4 anh em nhà nó ở đấy cả. Ý thức quá là tồi luôn.